Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Các anh chị và các bạn nào đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ đi gia đình mang thương hiệu của nhà Honda thì không thể bỏ lỡ em này nha. Thì bên cạnh Toàn đây là Honda City các anh chị, phiên bản RS, bản cao cấp nhất đời 2022. Em này đăng ký lần đầu năm 2023 và một chủ sử dụng từ đầu tới nay, đi khoảng 29.000 km thôi. Bên Toàn đang bán xe này với giá là 529 triệu các anh chị ha. City Tiền còn thêm một chiếc nữa tương tự màu trắng cũng đời 2022 luôn. Anh chị có quan tâm tới chiếc còn lại thì alo Tiền, Tiền gửi hình ảnh chi tiết và video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nhé. Rồi bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nhé. Nước sơn màu đen còn khá đẹp các anh chị, không có bị trầy xước gì hết nha. Sơn zin em này mới 97-98%. Đó. Anh chủ thì có lên cho mình cam 360 luôn rồi các anh chị ha. Lên màn hình luôn, đầy đủ cho các anh chị nhà mình sử dụng. Mua về là sử dụng ngay thôi, không cần phải trang bị thêm gì hết các anh chị. Biển Sài Gòn bên Tiền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nha. Hỗ trợ các anh chị nhà mình trả góp lên đến 70%. Cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp như trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào thì alo Tiền nha. Rồi đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền các anh chị. Nắp capo không trầy xước, đèn ở đây là đèn led các anh chị ha, full led hết, có giải đèn led ban ngày cho mình rồi các anh chị, cam 360 đó, có cảm biến trước cho mình luôn nha. Cảm biến này là anh chủ nhà mình lên các anh chị ha, còn nguyên zin thì không có. Mối nối cản còn khá đẹp, lớp độ gây gió còn rất là sâu nè, mâm thì không có bị trầy xước gì hết các anh chị ha. Dàn vỏ lớp zin theo xe nha, đăng kiểm ở đây tháng 11/2024, đường bộ thì hết hạn rồi các anh chị. Dán phim cho mình rồi, về mưa tay nắm cửa, có nút mở cửa một chạm luôn nha. Tất cả xe bên Tuyền khi mà bán ra luôn cam kết với các anh chị nhà mình xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ vào hộp số, bao test hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Đây, bản RS bản cao cấp nhất nha. Đèn hậu phía sau trông đẹp các anh chị, có cam lùi và cảm biến lùi cho mình luôn. Nhìn sơ phần gầm giúp Tuyền các anh chị ha, sáng đẹp. Đó, em nay thì sedan cỡ B các anh chị nên cớp của nó khá là rộng ha. Mấy cái đồ linh tinh của chủ trước nhà mình để lại như là áo trùm xe nè. Đấy, mấy cái vật dụng linh tinh các anh chị ha. Ở đây thì một tấm nhựa này là anh chủ nhà mình trải thêm để bảo vệ phần nỉ bên dưới ha, lớp dự phòng chưa sử dụng. Con đội tay quay, đồ nghề thì còn đầy đủ các anh chị nhé. Máy em này 1.5 mức tiêu hao nhiên liệu trung bình tầm khoảng 5 lít rưỡi cho tới 6 lít rưỡi thôi. Đấy, mới lắm các anh chị. Em này nội thất thì ghế da pha nỉ nguyên zin, lót sàn 5D cho mình, trần nguyên bản rất là sạch sẽ các anh chị nha. Có cân bằng điện tử nè, vô lăng bọc da mới ken, nhịn vô lăng là biết đi nhiều hay là đi ít rồi các anh chị. Ở đây đàm thoại rảnh tay, rui control lẫy chuyển số trên vô lăng nha. Xe mình đi chuẩn là 26.000 nha, không phải 29 các anh chị, nãy Tiền nói nhầm ha. 26.000 km tắp lô mới ken. Lên cho mình một cái màn hình Android nè, tích hợp cam 360 nè. Đó, rất là đẹp các anh chị ha. Dưới này dàn lạnh tự động các anh chị. Cần số có chế độ Econ tiết kiệm nhiên liệu. Đó, phanh tay còn khá đẹp. Bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ nhé. Tiên sẽ kiểm tra thật chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được chất xe thật sự của em này là như thế nào. Nếu được mình lên mình xem xe trực tiếp hoặc là chuyển khoản đặt cọc, Tiên sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị ha. Những anh chị nào là tín đồ của Honda thì chốt cái em này nhé. Và nói về những dòng xe của nhà Honda thì Tiền còn Honda Civic bản E 2019, bản G 2019, bản RS 2019 và có cả Honda CR-V bản L 2020 luôn. Anh chị em có quan tâm tới những chiếc xe còn lại thì alo Tiền. Rồi, ok. Ốc của nắp capo keo chỉ capo khung sườn, máy móc nguyên zin ha. Nói chung là em này mới lắm các anh chị, không có gì để bàn về chất xe cả. Rồi thì nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị ha. Honda City phiên bản RS bản cao cấp nhất đời 2022, đăng ký lần đầu năm 2023, một chủ sử dụng từ đầu tới nay, mới đi có 26.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 529 triệu và giá ở đây Tiền báo thì còn bớt lọc lá cho các anh chị nào thiện chí mua xe nhanh gọn và lẻ nhé. Yêu thích chiếc xe này nhanh tay alo cho Tiền qua số điện thoại bên dưới ngay. Còn ở tỉnh xa nếu thích em này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp
liền được. Thì alo Tuyền, Tuyền sẽ tư vấn cho các anh chị cái thủ tục là mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tuyền, hoặc chốt giá mình chuyển khoản, mình đặt cọc, mình giữ xe lại các anh chị, rồi mình hẹn nay mai mình lên mình xem xe, để tránh những cái trường hợp các anh chị ở tỉnh xa lên hỏng cọc trước khi bên Tuyền đã bán mất rồi, thì lại mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị nha. Rồi đừng quên bấm vào đăng ký kênh của Tuyền đi, để khi có xe mới nhất bên Tuyền về, Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.